Thầy xin chào các con. Hôm nay thầy sẽ giới thiệu các con các dạng bài tập về giao thoa sóng. Như vậy thì đầu tiên là các con phải nắm được là thế nào là hiện tượng giao thoa phải không nào? Và điều kiện để giải để xảy ra cái hiện tượng giao thoa sóng là gì? Là hai cái nguồn này phải là hai cái nguồn kết hợp. Thế nào là hai nguồn kết hợp nào? Là hai nguồn có cùng tần số và độ lệch pha không đổi theo thời gian. Nhớ nghe, hai nguồn kết hợp là hai nguồn có cùng phương, cùng tần số và hiệu số pha không đổi theo thời gian. Phải không nào? Như vậy thì bây giờ đây là những cái công thức đầu tiên để giúp chúng ta nắm bắt về phần giao thoa sóng nè. Công thức số 1 là công thức tính bước sóng. Lambda bằng V nhân T bằng V trên F. Như mọi khi nghe, người vô tình về trên phố. Và ngoài ra lambda này còn được tính bằng là 2π nhân với V và chia cho omega. Rồi, như vậy vấn đề thứ hai chúng ta cần nắm công thức gì? Là chúng ta nắm cho thầy cái công thức tính độ lệch pha. Độ lệch pha delta phi thì nó bằng là phi 2 trừ phi 1. Và delta phi này nó bằng là 2π nhân với D trên lambda, hoặc có thể tính bằng là omega nhân d và chia cho v. Khi nói về độ lệch pha thì chúng ta cần chú ý sau đây. Thứ nhất, nếu như delta phi mà nó bằng là k2π, delta phi bằng k2π thì lúc này mình sẽ có được là u1 nó bằng với u2, hoặc các em ghi là u2 trừ u1 cũng được. U2 bằng u1 cũng được. Ok chưa? Rồi. Nếu như delta phi nó bằng là 2k cộng với 1 và nhân với pi thì chúng ta sẽ có được công thức là u2 bằng trừ u1. Còn nếu như delta phi bằng 2k cộng 1 và nhân với pi phần 2 thì mình sẽ có được là u1 bình vuông cộng với u2 bình vuông bằng cho a bình. Như vậy thì trong cái phần mà độ lệch pha thì chúng ta lưu ý nè, delta phi có thể tính bằng một cái công thức khác nữa, thầy ghi luôn ha, là bằng omega nhân delta t. Ok chưa? Rồi, cũng trong phần độ lệch pha này nè, các con nhìn nè, thí dụ đây là cái nguồn S1, đây là cái nguồn S2, đây là điểm M. Vậy thì sóng từ S1 truyền tới điểm M, đoạn này là D1. Sóng từ S2 truyền đến M, đoạn này là D2. Nếu mà người ta hỏi chúng ta là độ lệch pha giữa hai sóng tới tại M á, thì chúng ta dẫn tính delta phi nó bằng là 2π trị tuyệt đối D2 trừ D1 và chia cho lambda. Ok chưa? Rồi, để làm bài tập về cái phần này, chúng ta ghi nhận sau đây, phần 3 nhỏ ghi nhận tiếp ha, là số cực đại giao thoa. Ở đây mình đang nói là hai nguồn cùng pha nha, hai nguồn cùng pha. Vậy số cực đại giao thoa nó thỏa điều kiện gì? Thứ nhất là D2 trừ D1 bằng K lambda. Nếu mà D1 lớn hơn thì chúng ta ghi là D1 trừ D2 bằng K lambda. Và số cực đại được tính theo công thức là k nhỏ hơn. Thầy gọi khoảng cách giữa hai nguồn này nè là L đi cho nó gọn. Vậy L này chính là gì? Chính là khoảng cách giữa hai nguồn S1, S2. Vậy k nó sẽ nhỏ hơn bằng L trên lambda và lớn hơn hoặc bằng là trừ L trên lambda. Đây là công thức tính số cực đại trên đoạn thẳng nối hai nguồn. Còn nếu người ta không cho chữ đoạn á, là các con bỏ dấu bằng đi. Và thí dụ như các con có được cái K trong một cái khoảng nào đó rồi, các con lưu ý nè, K là cái số nguyên, nên suy ra cái số cực đại nó sẽ được tính bằng là lấy K lớn nhất trừ cho giá trị K nhỏ nhất là K min và cộng cho 1. Ok chưa? Tiếp tục, thầy nói đến phần 4 nhỏ là số cực tiểu giao thoa. Và công thức này cũng là công thức của hai cái nguồn
là cùng pha nhé, cùng pha. Thì trong quá trình chúng ta học á, là chủ yếu chúng ta sẽ học hai cái nguồn là cùng pha, hoặc đôi khi chúng ta gặp là hai nguồn ngược pha. Vậy thì thứ nhất là số cực tiểu giao thoa nó thỏa điều kiện nào? Thứ nhất là D2 trừ D1 bằng K cộng với 0,5 nhân với lambda, hoặc nó bằng 2K cộng cho 1 nhân với lambda trên 2. Ok chưa? Ở đây các con cần nắm cách đọc nè, D2 trừ D1 là hiệu đường đi nè, K cộng 0,5 là số nửa nguyên hay gọi là bán nguyên á. Vậy thì hiệu đường đi bằng một bán nguyên lần bước sóng, hoặc đọc theo cái anh này. Nó là 2K là số chẵn, 2K cộng 1 sẽ là số lẻ. Vậy thì hiệu đường đi của hai sóng tới là một số lẻ lần nửa bước sóng. Và công thức tính số cực tiểu giao thoa trên đoạn S1, S2 là gì? Là K nó sẽ nhỏ hơn hoặc bằng L trên lambda trừ 0,5, lớn hơn bằng trừ 0,5 trừ L trên lambda. Thì cái công thức này cũng giống như cái công thức tính số cực đại giao thoa của hai nguồn cùng pha, nhưng mà mỗi bên á là trừ thêm 0,5. Và lúc này nếu người ta hỏi chúng ta là cái số cực tiểu cần thống kê ra bao nhiêu, thì các con lấy K maximum trừ K minimum cộng cho 1. Bây giờ thầy đưa ra cái ví dụ như sau. Ví dụ nha, là K nhỏ hơn bằng 2,5 và lớn hơn hoặc bằng là trừ 3,5. Vậy thì cái số K lớn nhất là nhiêu, là số 2, số K nhỏ nhất là trừ 3. Vậy thì số cực tiểu nó sẽ bằng là số lớn nhất là 2 trừ số nhỏ nhất là trừ 3 và cộng cho 1, nó ra là 6. Hoặc nếu như các con á, liệt kê thì các con sẽ có K nó bằng là gì? Từ trừ 3,5 cho đến 2,5, những giá trị nguyên là K bằng 0 nè, cộng trừ 1 nè, cộng trừ 2 nè, và trừ 3 nè. Ok chưa? Thì các con thống kê lại có phải là có giá 6 giá trị của K không? Thì có nghĩa rằng là có 6 cực tiểu giao thoa. Như vậy có một điểm chung nè, dù là mình tính số cực đại giao thoa hay số cực tiểu giao thoa, thì các con cũng dùng chung công thức là K max trừ K min cộng 1. Rồi, có một điểm á, thì cần lưu ý các con nè, nếu như trong bài các con gặp hai nguồn ngược pha, chú ý nha, chú ý. Nếu gặp hai cái nguồn ngược pha thì mình sẽ đảo cái công thức lại, đảo công thức lại nha. Đảo sao nè? Như vậy thì mình đã học cái công thức tính số cực đại giao thoa của hai cái nguồn cùng pha, thì nó sẽ trở thành là cái công thức tính số cực tiểu giao thoa của hai nguồn ngược pha. Và cái công thức tính số cực tiểu giao thoa của hai nguồn cùng pha thì nó trở thành là cái công thức tính số cực đại giao thoa của hai nguồn ngược pha. Ok chưa? Chúng ta còn một lưu ý nữa nè. Nếu như đây là S1, S2, nếu hai nguồn cùng pha như các con, ô là trung điểm đi, thì cái đường ở giữa này nè, nó chính là cực đại giao thoa, là trùng với đường trung trực của đoạn thẳng nó S1, S2 luôn á, ấn với K bằng 0. Như vậy thì nếu như hai cái nguồn cùng pha á, thì những điểm nằm trên đường trung trực nó sẽ là cực đại giao thoa. Mà cực đại biên độ là mấy a? Biên độ sẽ là 2a. Rồi tiếp tục nó sẽ tới cực tiểu giao thoa. Rồi nó tới cực đại giao thoa. Rồi tới cực tiểu giao thoa thứ hai. Rồi tới cực đại giao thoa thứ hai, vân vân. Thì trong giao thoa sóng các con phải nắm được nè, khoảng cách giữa hai cái cực đại giao thoa liên tiếp là từ đây đến đây nè, chính là nửa bước sóng là lambda trên 2 nè. Ok chưa? Trong giao thoa sóng khoảng cách giữa hai cực đại giao thoa liên tiếp là lambda trên 2, và khoảng cách giữa hai cực tiểu giao thoa liên tiếp nè, khoảng cách giữa hai cực tiểu giao thoa liên tiếp là từ đây đến đây nè, cũng là lambda trên 2 nè. Và khoảng cách giữa một cực đại và một cực tiểu liên tiếp là lambda trên 4 nè. Ok chưa? Vậy thì trong giao thoa sóng, nếu hai nguồn cùng pha thì các con lưu ý nè, những điểm nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng nối S1, S2 nó sẽ là cực đại giao thoa. Và lưu ý nè, khoảng cách giữa hai cực đại giao thoa liên tiếp trên đoạn thẳng nối hai nguồn nó sẽ là lambda trên 2, là nửa bước sóng.
Khoảng cách giữa hai cực tiểu giao thoa liên tiếp trên đoạn thẳng nối hai nguồn cũng là nửa bước sóng, và khoảng cách giữa một cực đại với một cực tiểu liên tiếp là 1/4 bước sóng. Rồi, tiếp tục ha. Nếu S1, S2 là ngược pha, đây là S1. S2 là ngược pha. Đây O là trung điểm nha các con. Vậy thì lúc này tại O nó sẽ là một cái cực tiểu giao thoa. Và K tại đây bằng 0. Ok chưa? Đó. Rồi, sau khi chúng ta tìm hiểu lý thuyết, bây giờ chúng ta bước vào phần làm bài tập nha. Câu số 11. Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn AB cách nhau 9,4 cm, dao động cùng pha. Vậy thì điểm M trên mặt nước thuộc đoạn AB cách trung điểm AB 0,5 cm, luôn không dao động. Bước sóng có giá trị là bao nhiêu? Thì các con xem nè, thầy vẽ lại hình nha. Vẽ cái hình, đây là A nè. Đây là B nè. AB cách nhau là 9,4 cm. Đây O là trung điểm nè. Và do hai cái nguồn cùng pha thì những điểm nằm trên đường trung trực của đoạn AB sẽ là cực đại giao thoa ứng với K bằng 0. Đồng ý chưa? Rồi. Bây giờ nè, các em xem nè, AB cách nhau là 9,4 cm. Vậy khoảng cách OB này là nhiêu? Là 4,7 cm, và khoảng cách AO cũng là 4,7 nha. Rồi. Như vậy, điểm M trên mặt nước thuộc đoạn AB cách trung điểm AB 0,5 cm, luôn không dao động. Đây, M nằm tại đây. M nằm tại đây. Vậy M cách O là nhiêu? Là 0,5 cm. Vậy khoảng cách từ A tới M đoạn này thì gọi là D1 đi. Và khoảng cách từ M đến B đoạn này thì gọi là D2 đi. Đồng ý chưa? Thì thầy sẽ có được là D1 bằng 4,7 trừ cho trừ bao nhiêu? 4,7 trừ cho 0,5 bằng 4,2 cm. Và đoạn MB tức là D2 á, sẽ bằng 4,7 cộng với 0,5 bằng 5,2 cm. Ok chưa? Do đề bài cho điểm M là không dao động phải không nào? Thì chúng ta biết là M là cực tiểu giao thoa. Cực tiểu giao thoa. Thì các con có là D2 trừ D1. Ở đây D2 lớn hơn nha. Bằng K cộng 0,5. Tất cả nhân với lambda. Ok chưa? Vậy D2 trừ D1 là mình lấy 5,2 trừ 4,2 ra 1. Bằng K cộng với 0,5 nhân với lambda. Vậy các con sẽ suy ra được lambda bằng 1 chia cho K cộng với 0,5. Đơn vị là cm nha. Thì chỗ này các con có thể chạy bảng cũng được. Hoặc là bây giờ nè, thầy xét K bằng 0 đi. Đúng nào? Thì thầy sẽ tính ra được là lambda bằng bao nhiêu? Tính được lambda bằng 2 cm. Ok chưa? Vậy bài số 11 này chúng ta tính bước sóng có giá trị là 2 cm. Mấy đứa lưu ý nè, nếu như điểm M các con chọn vẽ bên phải này cũng được, thì lúc đó D1 lớn hơn nha. Vậy chỗ này sẽ dùng là D1 trừ D2 nha tụi con. Câu số 12. Trong thí nghiệm tạo vân giao thoa trên mặt nước, người ta dùng một nguồn dao động có tần số 100 Hz và đo được khoảng cách giữa hai gợn sóng liên tiếp nằm trên đường nối hai tâm dao động là 2 mm. Khoảng cách giữa hai gợn sóng trong giao thoa, tức là khoảng cách giữa hai cực đại giao thoa liên tiếp, chính là nửa bước sóng. Phải nào? Tìm bước sóng trên mặt nước không nào? Bài này quá dễ. Vậy thì chúng ta ghi thẳng luôn là gì? Khoảng cách giữa hai cực đại giao thoa liên tiếp chính là lambda trên 2 bằng 2 mm. Thì các con suy thẳng luôn lambda bằng là 4 mm. Câu số 12 này là chỉ cần biết tí xíu kiến thức là chúng ta hoàn thành nha tụi con. Rất là dễ. Câu 13. Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn kết hợp AB dao động điều hòa cùng pha với nhau. Đề bài cho hai nguồn cùng pha nè. Phải nào? Theo phương thẳng đứng, biết tốc độ truyền sóng không đổi trong quá trình lan truyền, bước sóng do mỗi nguồn phát ra bằng 12 cm. Vậy lambda bằng 12 cm. Rồi. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm dao động với biên độ cực đại nằm trên đoạn AB là bao nhiêu? Thì khoảng cách giữa hai cực đại giao thoa
mà ngắn nhất nữa, ngắn nhất tức là giống như là hai cực đại giao thoa liên tiếp á, vậy khoảng cách mình gọi là d đi. Vậy d này sẽ bằng là lambda trên 2 bằng 12 chia cho 2 thì nó ra là 6 cm. Ok chưa? Câu 14. Tại hai điểm AB trên mặt nước có hai nguồn giống nhau. Hai cái nguồn giống nhau tức là hai nguồn kết hợp cùng pha đó, hay còn gọi là hai nguồn đồng bộ á. Biên độ là A bé. Bước sóng là 10 cm. Vậy cho lambda rồi là 10 cm. Điểm M cách A là D1. D1 là bằng 25 cm. Và cách B là D2 bằng 5 cm. Sẽ dao động với biên độ là bao nhiêu? Khoảng nào? Sẽ dao động với biên độ là bao nhiêu? Như vậy thì chúng ta nhớ nè, biên độ của sóng tới là A nhỏ nha. A nhỏ đây là biên độ của sóng tới. Chúng ta học thuộc phương trình sóng nè, là UM bằng 2A cos B D2 trừ D1 chia cho lambda, rồi nhân với cos của omega t trừ pi D1 cộng D2 chia cho lambda. Đây là phương trình sóng tổng hợp tại điểm M nha, do hai sóng tại A và B truyền đến. Thì các con lưu ý nè, thì nguyên cả cái chỗ này nè gọi là biên độ sóng tổng hợp tại M. Như vậy thì có công thức biên độ sóng tổng hợp tại M là AM bằng 2A cos chỉ đó nha, pi D2 trừ D1 chia cho lambda. Vì biên độ không âm nên mình phải thêm dấu trị tuyệt đối nha các con. Rồi chúng ta thế vô 2 nè, biên độ là A nhỏ nè, cos pi D2 trừ D1 là 5 trừ 25 là trừ 20, chia cho lambda là bao nhiêu? Chia cho lambda là 10. Ok chưa? Như vậy ở đây chúng ta sẽ có được là biên độ sóng tổng hợp tại M bằng 2A bé trị tuyệt đối cos của, đây là 20 chia 10 là 2 phải không? Cos của trừ 2 pi. Rồi. Cos của trừ 2 pi nó ra là 1 á. Vậy thì biên độ sóng tổng hợp tại M sẽ là 2A nhỏ nha. Rồi. Như vậy bài số 14 này các con thuộc công thức là chúng ta giải xong. Ok chứ? Rồi, tiếp theo là chúng ta làm câu 15 nha. Ở mặt thoáng có một chất lỏng có hai nguồn kết hợp AB dao động theo phương thẳng đứng với phương trình UA bằng UB bằng 2 cos 20 PT. U tính bằng cm, T tính bằng giây. Tốc độ truyền sóng là V sẽ bằng là 50 cm trên giây. Bảo nào? Từ phương trình này là chúng ta biết là hai cái nguồn này là hai nguồn gì? Đồng bộ, tức là hai nguồn cùng pha. Ok chưa? Và từ phương trình này thì có được là omega chính là bằng 20 pi ra dăng trên giây. Coi biên độ sóng không đổi khi sóng truyền đi, xét điểm M. Điểm M ở mặt thoáng cách AB lần lượt là 5 và 25 cm. Biên độ dao động của phần tử tại M là bao nhiêu? Thì chúng ta giải tương tự giống bài số 14 nha các con. Vậy đầu tiên chúng ta tính lambda ra trước. Lambda các con có thể tính lambda bằng V chia cho F cũng được. Tất nhiên con tính F trước. Còn đây thì tính lambda bằng 2pi nhân với V và chia cho omega. 2pi nhân với V, V là 50 và chia omega sẽ là 20 pi. Pi pi mất nè ha. Vậy nó ra là 5 cm. Vậy lambda là 5 cm. Rồi chúng ta ghi cái công thức biên độ sóng tổng hợp tại M, AM bằng 2A trị tuyệt đối cos pi D2 trừ D1 chia cho lambda. Các con nhớ nghe, công thức này là cái công thức tính biên độ sóng tổng hợp của hai nguồn cùng pha nha. Rồi, bằng 2 nè. A tổng hợp, à xin lỗi, biên độ sóng tới là 2 nè. Đó. Rồi, cos. Cos, đây là số 2 nha, cos pi. D2 trừ D1 là 25 trừ 5 ra là 20. Và chia lambda là 4. À, là 5 chứ, là 5. Đó. Rồi, như vậy thì biên độ sóng tổng hợp tại M, AM sẽ bằng là 2 x 2 là 4 nè. Đó. Cos 20 chia cho 5 ra 4, cos của 4 pi. Và các con bấm máy nè, cos của 4 pi thì nó ra là 1.
Vậy thì 4 x 1 sẽ ra là 4. Và do U tính bằng đơn vị cm nên biên độ sóng tổng hợp cũng dùng đơn vị là gì? Là cm. Ok chưa? Các con lưu ý nghe cái công thức này nè, là công thức tính biên độ sóng tổng hợp tại M. Công thức này chỉ đúng cho hai nguồn là cùng pha thôi nha. Bài số 16, trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp AB cùng pha dao động với tần số F là 20 Hz, này là F nè. Phải không nào? M cách AB lần lượt là 16 cm và 20 cm. Sóng có biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực có một dải cực đại khác. Bước sóng có giá trị bao nhiêu? Các con xem ha, thầy vẽ hình nè, đây là A nè. Và đây là B nè. Đây là đoạn thẳng nối hai nguồn nha. Do hai nguồn cùng pha thì những điểm nằm trên cái đường trung trực này nè, nó sẽ là cực đại giao thoa và ấn với chỗ này là K bằng 0 nè. Ok chưa? K bằng 0. Ok chưa? Như vậy M cách AB lần lượt là 16 và 20. M nằm bên đây nè. D1 nhỏ hơn, đoạn này chính là D1 nè. Phải không nào? Và D2 là 20 lớn hơn nè, đoạn này chính là D2 nè. Đề bài cho nè. M cách AB lần lượt là 16 cm và 20 cm, sóng có biên độ cực đại. Đây, đường liền nét là cực đại giao thoa nè. Giữa M và đường trung trực AB có một dải cực đại khác, tức là vậy mình vẽ thêm một cái cực đại nữa. Ok chưa? Đó, các con nhìn nè. Cái cực đại đi qua trung điểm của đoạn thẳng thẳng nối hai nguồn AB á, ứng với K bằng 0, tới đây K bằng 1 nè. Và đây K bằng gì? Bằng 2 nè. Ok chưa? Như vậy cực đại giao thoa là dùng công thức nào? Chúng ta dùng tức là D2 trừ D1 bằng K lambda. Ở đây chúng ta thấy nè, D2 trừ D1 sẽ là 20 nè. Trừ cho D1 là trừ cho 16 nè. Bằng K là 2 nè, nhân với lambda nè. Đúng nào? Vậy 20 trừ 16 ra 4 nè, bằng 2 lambda nè. Vậy các trò sẽ tính được lambda bằng 2 cm. Như vậy thì trong bài toán này á, muốn giải được chúng ta thuộc công thức điều kiện có cực đại giao thoa là D2 trừ D1 bằng K lambda nè. Thứ hai là chúng ta xác định được chính xác giá trị của K là bao nhiêu. Có thể hiểu K theo một kiểu khác nè. Tại M là một cực đại nè. Ở giữa M với đường trung trực có thêm một cực đại nữa. Như vậy có tất cả hai cực đại thì K bằng 2. Hoặc các con vẽ hình như thầy. Tại M là một cực đại nè. Rồi ở giữa M với đường trung trực có thêm một cực đại nữa phải không? Vậy thì cực đại đi qua trung điểm của đoạn AB là ứng với K bằng 0 nè. Tới đây K bằng 1 nè. Vậy cực đại đi qua M sẽ là K bằng 2 nè. Ok chưa? Rồi tiếp tục chúng ta làm câu 17 nha. Cho hai nguồn sóng kết hợp có phương trình U bằng A lớn cos 50 pt tạo ra giao thoa sóng. Hai nguồn kết hợp có cùng phương trình phải không? Thì nó là hai nguồn cùng pha nha. Tại C cách nguồn thứ nhất là 60 cm, có nghĩa là D1 bằng 60 cm. Ok chưa? Cách nguồn thứ hai là 68 cm, nghĩa là D2 bằng 68 cm. Sóng có biên độ cực đại. Giữa C và đường trung trực có hai dải cực tiểu. Vậy ở đây là giữa C và đường trung trực có hai dải cực tiểu ha. Vậy tính tốc độ truyền sóng là V bằng chấm hỏi. Ok chưa? Thì để làm bài này các con vẽ hình ra nè. Giống lúc nãy nha. Nhưng mà ở độ khó hơn nha. Đây là A nè. Đây là B đi, thì vẽ hình lớn lên dễ nhìn hơn. Rồi. Do hai nguồn cùng pha nha, vậy thì cái cực đại đi qua đường trung trực á, cái cực đại ở giữa nó sẽ trùng đường trung trực nè, ứng với K bằng 0 nè, bằng 0 nè. Vậy thì điểm M, điểm C á, cách nguồn thứ nhất là 60, cách nguồn thứ hai là 68, điểm C nằm tại đây. Không nào? C. Nó là một cái cực đại giao thoa không nào? Nó là một cái cực đại giao thoa. Đây là ok chưa? Vậy đoạn này chính là D gì? D1. Và đoạn CB chính là D gì? Đoạn CB chính là D D2. Giữa giữa C và đường trung trực có hai dải cực tiểu. Cái bút đâu rồi đây? Rồi các con về nhìn thầy vẽ hình nè. Vậy thì ở đây là cực đại giao thoa ha, đi qua trung điểm O đi, nó là cực đại giao thoa.
Rồi tới là cái cực tiểu giao thoa thứ nhất. Cực tiểu giao thoa sẽ tới là cực đại giao thoa, thì dễ tương đối thôi nha. Được chưa? Cực đại giao thoa. Rồi tới tiếp cực tiểu giao thoa thứ hai. Ok chưa? Như vậy giữa C và đường trung cực có hai cực tiểu. Phải không nào? Mà tại C là một cực đại phải không? Vậy con nhìn nè, tại đây là K bằng 0 nè, tới đây K bằng 1 nè. Vậy cực đại đi qua C ứng với K bằng bao nhiêu? Bằng 2. Ok chưa? Rồi, như vậy thì quá trình xác định giá trị của K đã xong. Chúng ta áp dụng công thức là D2 trừ D1 bằng K nhân với lambda. Tương đương D2 trừ D1 là 68 trừ cho 60 sẽ ra là 8 bằng K là 2 đúng nào? Nhân lambda. Thì các con sẽ tìm ra được lambda bằng 4 cm. Ok chưa? Rồi chúng ta nhìn trong đề nè, cho nè omega rồi nè. Chúng ta dùng công thức là lambda bằng 2 pi nhân với V trên cho omega. Tương đương lambda là 4 nè, bằng 2 pi nè. Nhân với V là chúng ta đang tìm nè, và chia cho omega là nhiêu? Là 50 pi nè. Pi pi mất nè, đúng nào? Thì chúng ta nhìn lại đi nào. Chúng ta sẽ dễ dàng tính được là V thôi. 50 nhân 4 là nhiêu? 50 nhân 4 sẽ là 200 chia cho 2 phải nào? Ra 100. Vậy thầy có được kết quả là V sẽ bằng 100 cm trên giây. Chúng ta dùng lambda đơn vị là cm thì vận tốc có đơn vị sẽ là cm trên giây, và 100 cm trên giây đổi đến mét trên giây là chia 100, nó ra 1 m trên giây. Ok chưa? Câu 18. Cho hai nguồn kết hợp cùng pha S1 S2 cách nhau 20 cm. Vậy hai nguồn này cách nhau là 20 cm nha, thì gọi là L là 20 cm. L này chính là khoảng cách từ nguồn S1 đến nguồn S2 nha các con. Rồi tần số là F là 40 Hz. Tốc độ truyền sóng là 80 cm trên giây, là V bằng 80 cm trên giây. Ok chưa? Hãy xác định số cực đại và số cực tiểu trên đoạn nối hai nguồn có chữ đoạn nha các con. Ok chưa? Thì chúng ta áp dụng công thức mà thầy đã cung cấp từ lúc đầu á. Trước tiên là chúng ta tính lambda cái đã. Vào nhà phải là tìm cái chìa khóa nha, phải mở được khóa. Và cái khóa đây chính là lambda. Lambda tính bằng V trên F là 80 mà chia cho 40. Nó ra là 2 cm. Ok chưa? Vậy thì số cực đại giao thoa thỏa mãn công thức nào? Số cực đại giao thoa thỏa mãn công thức là K nhỏ hơn bằng L trên lambda, lớn hơn bằng là gì? Trừ L trên lambda. Đồng ý chưa nào? Vậy tương đương là K nó sẽ nhỏ hơn bằng L là 20 mà chia cho 2, nó ra là gì? Là 10. Và lớn hơn bằng là gì? Trừ 10. Do trong bài cho chữ đoạn, chúng ta lấy luôn dấu bằng. Vậy thì K lớn nhất sẽ là 10 và K nhỏ nhất sẽ là trừ 10. Vậy số cực đại sẽ bằng là K max trừ cho K min và cộng 1. 10 trừ cho trừ 10 và cộng cho 1, nó ra là 21. Vậy thì đáp án này là có vấn đề nha. Nếu như chúng ta bỏ cái chữ đoạn này đi thì chúng ta không lấy dấu bằng. Vậy giá trị K lớn nhất sẽ là số 9, giá trị K nhỏ nhất sẽ là trừ 9. Thì khi đó số cực đại chúng ta tính mới khớp với cái đáp án này nha các con. Ok chưa? Do đó làm bài tập là đọc cẩn thận có chữ đoạn hay không, nghe chưa? Rồi. Rồi tiếp tục chúng ta tính số cực tiểu giao thoa. Vậy thì cực tiểu giao thoa là K nó nhỏ hơn bằng L trên lambda trừ 0,5, lớn hơn bằng trừ 0,5 trừ L trên lambda. Và tương tự ta có K nhỏ hơn bằng L trên lambda là 10 nè. Vậy 10 chia 10 trừ cho 0,5 còn lại là 9,5. Nhưng bên trái này nè, trừ 0,5 trừ 10 sẽ là trừ 10,5. Ok chưa? Vậy giá trị K lớn nhất sẽ là số 9, giá trị K nhỏ nhất sẽ là trừ 10. Vậy số cực tiểu sẽ bằng K max là 9 trừ K min là trừ cho 10, trừ cho trừ 10 nha, cộng với 1 thì nó ra là 20. Ok chưa?
À, như vậy đáp án bài này nó phải là 21 cực đại và 20 cực tiểu nha. Đây 21 cực đại. Ok chưa? Câu 19. Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp AB cách nhau 40 cm, dao động cùng pha L bằng AB nha. Bằng 40 cm. Biết sóng do mỗi nguồn phát ra có tần số F là 10 Hz. Vận tốc truyền sóng là V bằng là 2 m trên giây bằng 200 cm trên giây. Gọi M là điểm nằm trên đường vuông góc với AB, tại đó M dao động với biên độ cực đại. Đoạn AM có giá trị nhỏ nhất là bao nhiêu? À, như vậy đầu tiên thầy vẽ một cái hình ra nha. Đây là A nè. Đây là B nè, AB là hai nguồn cùng pha nha. Rồi. Ok chưa? Rồi. Đầu tiên là chúng ta phải vẽ hình nha. M là điểm nằm trên đường vuông góc AB, tại đó M dao động với biên độ cực đại. M nằm trên đường AB vuông góc AB, đây là đường vuông góc AB nè. Đó. Đây M. M là cực đại phải không? M là cực đại giao thoa. Ok chưa? Như vậy giữa đây nè, chúng ta vẽ có một cái cực đại qua điểm M nè. Vậy lúc này đoạn AM này á là có giá trị nhỏ nhất bằng bao nhiêu mình đang tìm thằng này phải không? Ok chưa? Rồi đoạn MB nè, nói lại nè. Vậy đoạn AM này chính là D gì? Đoạn này chính là D1. Và đoạn MB này chính là D gì? D2. Và đoạn AB này là bao nhiêu các con? AB này là 40 cm. 40 cm. Ok chưa? Góc này là góc vuông. Vậy là đầu tiên là chúng ta tính lambda cái đã. Lambda bằng V trên F. V là 200 mà chia cho 10. Phải không nào? Nó sẽ ra là 20 cm. Rồi. À, như vậy bây giờ nè. Điều kiện có cực đại giao thoa là D2 trừ D1 bằng K nhân với lambda. Ở đây K chúng ta chưa biết nha. À, D2 trừ D1 chúng ta chưa biết. Nhưng chúng ta có mối liên hệ với D1, D2 nè. Chúng ta nhìn tam giác MAB nè. Vậy D2 là cạnh gì của tam giác? Phải là cạnh quyền của tam giác vuông không? Vậy thì D2 sẽ được tính bằng gì? Căn của 40 bình vuông cộng với D1 bình vuông. Trừ cho D1 bằng K nhân lambda. Ok chưa? K lambda. Thì lambda ở đây chúng ta có thể thấy là 20 luôn ngang cái ngang tụi em. Rồi tiếp theo ha các con. À, chúng ta phải đi tìm cái giá trị của K nè. Tìm giá trị của K. Thì các con nhớ nè, khoảng cách giữa hai cực đại giao thoa liên tiếp đó là bao nhiêu? Là nửa bước sóng đúng nào? Thì A với B cách nhau là 40. Thì từ A tới O này nè, nó sẽ là 20, phải không nào? 20, vậy đoạn AO là 20. 20 cm. Mà hai cực đại giao thoa liên tiếp á là nó sẽ cách nhau một nửa bước sóng, tức là lambda trên 2, phải không nào? Do đó các con sẽ lấy đoạn AO và các con chia cho đoạn lambda trên 2 thì nó bằng là AO là 20 và chia cho lambda trên 2 là 20 mà chia cho 2 luôn. Thì nó bằng là 2. Ok chưa? Bằng 2. Như vậy ở đây nè, do AM nhỏ nhất. AM nó là nhỏ nhất. Nhỏ nhất. Đồng ý chưa? Rồi. Mà nếu như đoạn AM nó là nhỏ nhất thì lúc này là cái cực đại này á, chúng ta sẽ chọn K nó bằng là lớn nhất là bằng 2. Vậy khi chọn K bằng 2, các con thế vào phương trình sau này nè. Thế vào phương trình sau tương đương thì các con sẽ tìm ra được K là bằng là 198. À, tìm được D1 á, D1.
tìm được D1. Nó bằng 198 cm. Ok chưa? Cũng bài 19 như này nè các con. Như thầy sửa đề lại nha. Đoạn AM có giá trị là gì? Là lớn nhất. AM có giá trị là lớn nhất. Thì thầy giải thế nào nha? Ok chưa? Vậy bây giờ cái hình thầy cũng vẽ lại luôn nè. Đây là A nè. Đây là B nè. Ok chưa? Rồi. AM vuông góc với AB. Rồi. Và đoạn AM chính là D1. Đoạn MB chính là gì? Chính là D2. Rồi, tại M là một cái cực đại giao thoa. Ok chưa nào? Rồi. Đây là cực đại giao thoa đi qua O là trung điểm đoạn AB nha các con, ứng với K bằng 0. K bằng 0. Còn đây là cực đại giao thoa đi qua điểm M. Đồng ý chưa? Vậy đầu tiên các con tính lại lambda nè, lambda bằng V trên cho F nè. Ok chưa? Nó sẽ là 200 mà chia cho 10 nè, nó ra là 20 cm. Ok chưa? Và điều kiện để có cực đại giao thoa là D2 trừ D1 bằng K nhân với lambda. Rồi. Thì D2 chúng ta tìm theo Pythagore thôi. Vậy D2 nó sẽ là căn của D1 bình cộng với 40 bình. À, tức là nhìn tam giác là MAB á. Rồi trừ cho D1 bằng, bây giờ K là mấy nào? Do thầy chọn AM, đoạn AM có giá trị là lớn nhất, AM có giá trị là lớn nhất. Đồng ý chưa? Thì lúc đó cực đại này nó sẽ gần cái đường trung cực nhất. Mà gần đường trung cực nhất thì nó ứng với K bằng mấy? K bằng 1. Ok chưa? Vậy thì nó sẽ bằng 1 chia nhân với lại là 20. Thì các con bấm xíp xô thì các con sẽ tìm được D1 này sẽ là 30 cm. Ok chưa? À, kết quả nó đẹp hơn. Câu 20. Hiện tượng giao thoa sóng nước, hai nguồn dao động theo phương vuông góc với mặt nước cùng biên độ và cùng pha, cùng tần số là 50 Hz, được đặt tại hai điểm S1, S2 cách nhau 10 cm. Vậy L chính là 10 cm. Ok chưa? L là 10 cm. Tốc độ truyền sóng là V là 75 cm trên giây. Và F là 50 Hz nha. Ok. Xét các điểm trên mặt nước thuộc đường tròn tâm S1 và bán kính S1, S2. Điểm mà phần tử tại đó dao động với biên độ cực đại cách S2 một đoạn ngắn nhất là bao nhiêu? Ok chưa nào? Rồi. Như vậy thì thầy biểu diễn trên hình vẽ nha. Mà trước khi biểu diễn thì tính lambda trước rồi đã. Lambda bằng gì? Lambda bằng V chia cho F. 75 mà chia 50. Chia cho 50. Thì nó bằng là bao nhiêu? 1,5 cm. Ok chưa? Vậy là chúng ta tính lambda ra 1,5 cm. Rồi bây giờ thầy vẽ hình nha. Đây là S1. Đây là S2. Rồi. Đồng ý chưa? Xét các điểm trên mặt nước thuộc đường tròn tâm S1 và bán kính S1, S2. Chúng ta vẽ đơn giản thôi ha. Tâm là S1 nha. Rồi thử vẽ cái đường tròn ra. Đây là đường tròn. Các con vẽ hết đường tròn nha. Còn thầy vẽ khúc này thôi. Này chính là đường tròn nha. Đường tròn. Mà tâm chính là gì? Tâm là S1. Rồi. Rồi. Đường tròn tâm S1. Bán kính là S1, S2 nha. Vậy đoạn này chính là gì? Bán kính là R. Xét điểm mà phần tử tại đó dao động với biên độ cực đại cách S1, S2 một đoạn ngắn nhất là bao nhiêu? Đây là O là trung điểm ha. Ok. Thí dụ. Đây là cực đại. Cực đại giao thoa. Đó. Đồng ý chưa? Xét điểm mà phần tử tại đó dao động với biên độ cực đại cách điểm S2 một đoạn ngắn nhất là bao nhiêu? Đây, thí dụ điểm này đi. Ok chưa? Vậy đoạn này nối lại, đây là điểm M đi. Đoạn này phải bằng bán kính không? Vậy là D1 chính là bằng 10 cm, bằng bán kính, bằng khoảng cách giữa hai nguồn. Vậy thì nó sẽ cách S2 một đoạn ngắn nhất là bao nhiêu? Này, đoạn này chính là D2 nè, cái đoạn mình đang cần tìm nè, bằng chấm hỏi. Ok chưa? Rồi, khoảng cách giữa hai cái cực đại giao thoa liên tiếp là lambda trên 2 ngang.
Như vậy thì S1, S2 này là bao nhiêu? S1, S2 là 10 cm. Thì thầy suy ra được là gì? Đoạn OS2 sẽ bằng là L trên 2 sẽ là 5 cm. Ok chưa? Rồi, muốn biết giá trị của K lớn nhất là bao nhiêu thì các con lấy OS2, các con chia cho lambda trên 2. 5 chia cho lambda trên 2. Lambda là 1,5 phải không nào? Và chia cho 2. Rồi, các con bấm máy ra. 10 mà chia cho 1,5 phải không nào? Bằng 6,66. 6,66. Ok chưa? Rồi. Rồi, do M là gần S2 nhất nha. Thì chúng ta sẽ chọn cái K lớn nhất. Thì chúng ta sẽ lấy K lớn nhất đây chính là 6. Đồng ý chưa? Cực đại giao thoa thỏa điều kiện gì? Nó thỏa điều kiện là D2 trừ D1 bằng K nhân với lambda. Tương đương D2 chúng ta đang tìm. Ở đây là D2 nhỏ hơn D1 phải không? Vậy mình ghi là D1 trừ D2 nha. Vậy là trừ D2 viết lại. Cộng với D1 là 10. Bằng K sẽ là 6 nhân với lambda là 1,5. Ok chưa? Vậy tương đương là thầy sẽ có được D2 sẽ bằng 10 trừ cho 6 nhân với 1,5. 10 trừ 9 ra là 1 cm. Ok chưa? Nó sẽ ra 1 cm. Như vậy thì ở đây các con phải lưu ý như thế này. Bài toán này giúp chúng ta có một cái kinh nghiệm thế này. Là muốn xác định giá trị của K lớn nhất á, thì chúng ta lấy cái đoạn OS2 hoặc OS1 á, các con chia cho lambda trên 2. Tại sao chia lambda trên 2? Bởi vì khoảng cách giữa hai cái cực đại giao thoa liên tiếp chính là nửa bước sóng. Ok chưa? Là nửa bước sóng. Rồi. Như vậy thì sau khi thầy chia ra lấy được là cái giá trị nè, lớn nhất sẽ là 6 thôi. Tại sao thầy chọn K là 6? Tại đề bài cho rất rõ ràng nè. M gần S2 nhất. M gần S2 nhất mà là cực đại gần S2 nhất thì K sẽ là lớn nhất. Ok chưa? Rồi. Thì điều kiện có cực đại giao thoa là D2 trừ D1 bằng K nhân với lambda, nhưng mà ở đây đi D1 lớn hơn phải không? Thì chúng ta nhớ là phải là D1 trừ D2 nghe chưa? Rồi. Như vậy thì đến đây á, thầy đã giúp các con là làm quen với 10 bài tập về giao thoa sóng. Đồng ý chưa? Các con cố gắng là các con xem video cẩn thận, các con ghi chép lại. Rồi nếu mà chưa hiểu thì chúng ta xem lại lần nữa nha. Rồi các con có thể là chia sẻ cho các bạn khác cùng xem nghe mấy đứa. Và nhớ là đăng ký kênh để nhận được cái video là sớm nhất của thầy nghe. Rồi thầy chào các con.